Hello, em xin chào toàn thể các bác nhé. Nói chung là hôm nay thì cũng là đầu tháng 9 thì em cũng xin mến chào toàn thể các bác. Hôm nay thì lâu lắm để em cũng nên cách đây mấy ngày rồi em mới lên được video. Nói chung là hôm nay thì em quay một chút về một giới thiệu một chút về mấy cây phát cỏ mấy cỏ Nhật tầm tầm trung này nhé. Những cây này thì chỉ là tầm 32, 33, 34 thôi. Nói chung là những cây này thì rất thích hợp cho các bác, ví dụ như ở ngoài Bắc hay là ở những nơi mà gặt lúa hoặc làm cỏ vườn tầm ít nhé. Đây, những cây này thì tình trạng dòng em bán thì nói chung là những cây này thì em bán trên đây thì đa số là 100% mà máy Nhật hết nhé. Ít khi em bán Trung Quốc trên này hết, máy tàu thì em không bán trên này. Đấy, đây là em có Maru này, Ruby này, rồi Echo này. Echo thì tình trạng Echo xanh này cực kỳ đẹp này. Đấy, Echo xanh, rồi Ruby vàng, rồi Maru. Cái Maru này thì cũng tình trạng nó thì cũng rất là đẹp. Cái này thì nó rất là bền. Đấy, Ruby 34 này, đây Ruby 32 nhé. Echo 260. Đấy, một em giới thiệu một chút thì dòng Maru này. Nếu Maru này thì các bác cũng, nếu mà ở ngoài Bắc thì ở trong Nam thì xài nhiều, nhưng mà người Bắc thì chắc là ít dùng thôi, hoặc là những một số tỉnh khác. Đấy, cây Maru này thì xài chế one row của nó thì nói chung là đây là lỗ trồng chỉnh gió. Đấy, cái này ký hiệu của nó là Maru GH230U. Cái này vì sao nó rất là còn mới, bố cũng rất là mới. Dòng Maru này thì cực kỳ bền nhé các bác nhé, sử dụng ít tầm vừa thì dòng lấy cây Maru này. Đấy, chắn cỏ các thứ này, công tắc này. Dòng Maru này ăn rất ít nguyên liệu, tôm này tôm niền. Maru thì rất là bền, bánh lái của nó rất là to, làm rất là chắc chắn. Cái này thì 32, nói chung là khoảng độ 20-22cc thôi, lòng độ 30-32 ly. Đấy, cái này mà phát, nếu phát thì phát rau thì tầm vừa thì cực kỳ ok, phát cỏ vệ sinh quanh nhà hoặc là làm vườn, hoặc có thể là gặt lúa cũng được luôn, hoặc là làm vườn quanh đồng bờ lương á, cực kỳ ok nhé các bác nhé. Đấy, đây là dòng Maru. Dòng Maru tròn này thì nó chạy thì nó cực kỳ bền. Đấy, đầu bò nó cực kỳ đẹp. Đây, đầu bò chấm cỏ rin, cây Maru này cũng rất là đẹp. Tiếng nổ nó thì tí em sẽ tắt nổ sơ qua. Cái này thì công tắc nó làm trên này cũng rất là tiện nhé. Đấy, ưu điểm của nó cực kỳ nhiều ưu điểm luôn, chắc chắn này, rồi bền bỉ này, rồi ăn ít ăn nguyên liệu. Đấy là dòng Maru, tượng trưng cho dòng Maru nhé. Maru đen này ta nhìn rất chắc chắn, nhìn bên ngoài bóng bóng nữa. Rồi tiếp theo là cây Ruby này. Dòng Ruby này thì nói chung là các bác ở ngày xưa giờ thì bán rất là nhiều rồi, trong Nam thì bán cực kỳ nhiều. Và kiếm khi được thấy cây Ruby là nó đẹp như cây Ruby này nhé. Đấy, nó rất là đẹp. Nhìn sơ qua một chút này, Tagarin này, rồi bồ sáng trưng này, bình xăng dưới cực kỳ mới á. Cái này 2370, nó hơn 23cc. Tài chế nói chung là chế nên trong, chế nơi gà này thì nó cũng giống gần sống như chế bình xăng con. Nó xài cực kỳ ok nha các bác nhé. Đó, tem cực kỳ mới. Này ít khi sử dụng này. Đó, con này mà nói chung là phát những con mà cỏ mà tầm ngang khoảng độ 2-3 găng tay, cái này phát cực kỳ ok các bác nhé. Vừa ăn ít xăng này vừa đủ, nói chung là những bác mà có tầm ít, có rẫy không nhiều hay là vườn không nhiều ấy, thì mua những con tầm này thôi. Chứ mua những con mà tầm lớn quá hoặc là cơ súc nó cao quá, vừa tốn tiền với lại nó vườn nặng nề, dùng những con tầm này thì cực kỳ là vừa nhé. Đấy, nó cũng rất là đẹp. Cái này thì tất cả rin từ A đến Z cả. Vũ bơm này. Đấy, tình trạng bên ngoài nó rất là mới. Đấy, cái chụp Puri này nói chung là đánh giá cao với phần chụp Puri của con man Ruby này. Đấy, tay ga bóp này thì cực kỳ, nói chung là bóp ngược, bóp lên cái xuống này, công tắc này, pin của nó rất là chắc chắn. Này, dòng Ruby này, có cây hiếm khi cái Ruby nó mới như cái Ruby này. Đấy, công suất vừa mà lại rất là mới. Cái này mà làm cỏ tầm vừa, như các bác mà làm vườn hoặc là vườn tầm ít, làm những vườn trái cây các thứ ấy, hoặc là nằm đồng cũng cực kỳ ok luôn, gặt lúa cũng ok luôn nhé. Đang vào mùa gặt đấy các bác. Chúng em thì đợt này nói chung là em bán cho các bác ngoài Bắc gặt lúa rất nhiều.
Đợt này kiểu như vào hè quá. Tí em sẽ đổ sơ qua về cái này. Đấy. Cái này em quay sơ qua rồi xong rồi tí em sẽ đổ lại. Các bác cũng sẽ ưng rồi sẽ báo em nhé. Đấy. Tiếp theo là cái echo này. Đây là cái echo đời mới. Đấy, tình trạng bên ngoài nó rất là nhìn kiểu nó rất là giống kiểu siêu nhân nhưng mà nó rất là đẹp nhé. Rất hiếm khi có cái echo xanh này, dòng echo xanh này cực kỳ hiếm. À, echo mà còn 260 nữa. Echo mà 260 thì mà lại echo xanh màu đẹp như thế này. Cái này thì rất là mới này, echo nó có chữ EGT 260 đó, echo tem nema của nó. Tù này kỳ xài cực kỳ ok các bạn. Đó một ưu điểm nữa là cái tay ga này. Đây tay ga này, tay ga rim. Cái này sử dụng nó bền gấp mấy lần cái tay ga mình độ vào như thế này nhé. Tay ga độ này thì nó nhẹ thôi nhưng mà nó lại không bền như tay ga này. Đấy, cực kỳ bền. Chắn cỏ rin lên này. Phát cước chụp cước cũng rin lên này. Đó, cái đó em để rin hết. Nói chung là cũng chẳng tháo ra, để nguyên vậy. Đấy, hiếm khi có cây nào mà echo nó đẹp như cây echo này mà còn 260. Màu xanh đặc trưng của echo mới này cực rất là hiếm. Nói chung nó có màu dòng echo mà đời mới này thì có cả màu xanh trắng này, màu đỏ, nhưng mà màu xanh này thì ít hơn. Đấy, màu này các bác, nói chung là nhiều bác ở những vùng Ninh Thuận các thứ, nói chung là ở dưới phía dưới rất là ưng những dòng này vì nó đẹp này. Vậy thứ hai nữa là công suất nó vừa, 260 thì nó làm ví dụ như làm tầm vừa thì cực kỳ ok nhé các bác nhé. Đấy. Còn vú to nữa, cái vú to này thì xài sướng này, nắp xăng lại còn kín nữa này. Đấy, ưu điểm nó rất là nhiều ưu điểm tốt. Đây, nắp xăng cực kỳ kín. Nó có lỗ xả khí trên đây chứ không phải nó có lỗ nhỏ nhỏ như kiểu những máy tàu hay là máy ấy khác. Đa số dòng Nhật thì nó làm rất là chắc chắn này, phần như thế này. Đó. Cái này thì pin bồ sáng trưng. Tiếp theo này, cái này cái 34 là Ryobi, nó cũng dòng với Ryobi này nhưng mà nó đã chỉ 32 thôi. Cái này thì là cây 34, nói chung là tình trạng cái này cũng rất là mới thôi. 2620. Cây 34 này thì bắt cỏ mà cao cao khoảng độ bằng đến đầu gối chân mà nó cũng thưa thưa tầm vừa là quất thoải mái các bác nhé. Đấy là để những vùng mà cỏ cao cỏ ấy đấy. Cây này thì công suất nó như vậy là vừa ok chứ mà nếu con lớn quá. Nếu con lớn quá thì công suất nó dư quá, hoặc là những con nhỏ quá thì công suất nó yếu quá. Con này thì là tầm vừa. Đấy. Nói chung là cũng chế rin của nó. Con này thì một cái là em đã độ xong tay ga này rồi đó. Và một nhược điểm cái nữa là nói chung là cái điểm xấu của nó là tem nó bị mờ mất cái chữ Ryobi ở đây rồi đó. Đầu bò nói chung là tình trạng rất là ok thôi, rất là mới vì phần máy và phần vỏ ở phần máy, còn phần cần hơi xấu một chút đó. Giờ sẽ nổ, bắt đầu từ cây này nó nổ luôn. Chúc các bác cái nào thì báo em. Rất dễ nổ các bác nhé. Đó. Phần làm vỏ nó làm cũng rất là chắc chắn này. Dòng ghi bi nó làm cũng khá là chắc chắn, khá là đẹp. Ghi bi. Để chô nổ luôn. Công tắc pin của nó đó nhé. Xăng mất, đổ ít xăng quá, nó hơi khó nổ một chút vì ít xăng. Đấy,
Nhưng mà tình trạng cái này nổ thì cực nghe cũng cứ rất là phê các bác nhé. Tiếp theo cái này là cái Ryobi 32. Công tắc zin nhé. Cái cuối cùng là cái Maru nhé, cái này Maru 30 32, đồng bơm khoảng 30 32 ly. Đó, nghe tiếng bô Maru này cực kỳ là hay, mà ít hiếm khi có cái Maru nào mà nghe tiếng bô hay như cái Maru này. Nói chung là video em cũng tới đây thôi. Nếu mà em nói chung là các bác nào chốt thì có gì có báo em nhé. Mai thì mùng 2 tháng 9 ngày này có khánh thì em cũng chúc các bác đi chơi vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Nói chung là ai chốt cái nào thì em sẽ giảm giá, nói chung là cực nhiều cho các bác nhé, ngoài ngày lễ nhé. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Em xin chào các bác nhé.